Thế hôm nay một ngày chủ nhật rất đẹp trời, ba anh em chúng tôi gồm Lê Nhung, Hoàng Quân và cháu Đức Anh đã có một cuộc trải nghiệm chèo thuyền trên đảo Dừa. Mặc dù hòn đảo này cũng không phải là quá rộng, không phải quá lớn, nhưng mà phải nói rằng là thời tiết cũng như là không khí ở đây được vô cùng trong lành, nước thì trong xanh, và đặc biệt rằng là xung quanh thì chúng ta có thể nhìn thấy rằng là những cảnh đồi núi vẫn còn rất là hoang sơ. Ở đây được gọi là đảo Dừa thì chắc có lẽ là ở trên đảo trồng rất là nhiều dừa, nhưng mà chúng tôi thì chưa được thưởng thức ở dừa trên đảo như thế nào, nhưng mà được trải nghiệm một cảm giác là chèo thuyền ở trên cái xung quanh cái lòng hồ như này thì phải nói rằng là cực kỳ là thú vị. Mặc dù bây giờ đã là quá là giờ trưa rồi, 12 giờ trưa rồi, nhưng mà khung cảnh ở đây thì rất là đẹp và thời tiết rất là ủng hộ chuyến đi công tác của chúng tôi lần này tại Sơn La và Hòa Bình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lửa. Cái ảnh nó ngon đâu.